Ngày 16 tháng 1 năm 2024, Hội Người Cao Tuổi Phường Cầu Thia đã tổ chức buổi lễ ra mắt câu lạc bộ văn nghệ Hội Người Cao Tuổi. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thị xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Phường Cầu Thia cùng đông đảo hội viên người cao tuổi trên địa bàn. Câu lạc bộ văn nghệ Hội Người Cao Tuổi Phường Cầu Thia được thành lập với 18 hội viên người cao tuổi có cùng sở thích yêu văn hóa văn nghệ trên địa bàn. Hội được thành lập và hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Tại buổi ra mắt, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động cụ thể của câu lạc bộ. Theo đó, mục đích hoạt động của câu lạc bộ là vui khỏe, bổ ích, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho hội viên người cao tuổi, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Tại đây, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thành viên câu lạc bộ biểu diễn, như múa hát, ngâm thơ, dân ca mang đậm bản sắc dân tộc với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi gương sáng người cao tuổi. Lễ ra mắt câu lạc bộ văn nghệ Hội Người Cao Tuổi Phường Cầu Thia là cơ sở cho phát triển phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, tiến tới thành lập nhiều câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở các khu dân cư trên địa bàn.